Hello hello, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Love Music và tiếp tập 17 của phần 4 chuyện quyết ứng lĩnh chủ thôi nào. Tập 18, nhược điểm chí mạng. Trước khi đến phần chính của video hôm nay thì mình xin phép gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu bạn xem video này thấy hay thì bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta đến tập chuyện hôm nay thôi nào. Có thể ở hắc ám thâm uyên sống đến bây giờ đều không đơn giản như vậy đâu. Một đám ác quỷ đồng thời phát ra tiếng giống giận. Đồng bá tuyết ưng, ta muốn ngươi chết. Bỗng một đôi mắt to lớn quỷ dị tỏa sáng xanh lè xuất hiện ở giữa không trung. Đôi mắt này là thần khí nặng nặc An có được. Đôi mắt to lớn này tỏa sáng xanh lè, hình thành hai thông đạo lục quang. Chỉ thấy rậm rạp vô số ác quỷ từ trong mắt lục quang bay ra. Các ác quỷ vốn còn sót lại ở chung quanh cũng đều hướng con mắt lục quang to lớn hội tụ tới. Chuyện gì vậy? Trong hư giới, đồng bá tuyết ưng nhíu mày, sao lại xuất hiện nhiều ác quỷ như vậy? Cái này. Xa xa trên đinh cửu chiến thuyền, siêu phàm hạ tộc cũng đều ngây người. Lúc trước chỉ trăm tên ác quỷ cũng khó chơi như vậy, nhưng hiện tại nháy mắt ác quỷ lao tới rậm rạp đã mấy trăm. Hơn nữa còn có, càng nhiều ác quỷ đang điên cuồng dọc theo hai con mắt lục quang kia lao ra bên ngoài. Hầu như nháy mắt thời gian, dợp trời dợp đất rậm rạp đã có trên vạn ác quỷ xuất hiện, con nào cũng tản ra khí tức hung lệ. Mọi ác quỷ đó ý thức tựa như đều có chút hỗn loạn, con nào cũng chu lên. Ngay sau đó trên vạn ác quỷ bị lực lượng vô hình hấp dẫn, nhanh chóng hướng trung ương hội tụ lại. Vô số năng lượng khủng bố tuôn trào. Một ác quỷ khổng lồ xuất hiện, ác quỷ này toàn thân một mảng đen xì, có răng nanh, hai mắt phát sáng xanh lè, đỉnh đầu càng có 9 cái sừng màu đen. Trên thân nó phát ra vô tận khí tức dữ tợn thổi quét thiên địa, khiến huyễn vực chung quanh cũng bị xé nát. Trong phạm vi 10 dặm chung quanh nó không có xương trắng huyễn vực có thể tới gần. Thật mạnh. Trong hư giới, đồng bá tuyết ưng thầm giật mình, khí tức thật cường đại, so với ngay từ đầu mạnh hơn thiệt nhiều. Vạn quỷ thể, nặc nặc An không phải tu hành đến trăm quỷ thể sao? Khố mông tướng quân giật mình, truyền âm hỏi. Hắn đương nhiên không phải vạn quỷ thể, hắn nếu tu luyện đến, ta cũng rất khó thắng hắn. Hắn nuôi dưỡng trên vạn ác quỷ, bình thường nhiều nhất thao túng trăm con mà thôi. Hiện tại hắn là liều mạng, mượn dùng thần khí, mạnh mẽ cắn nuốt toàn bộ ác quỷ miễn cưỡng hình thành vạn quỷ thể. Ngươi xem, toàn thân hắn lực lượng hùng hồn, căn bản không thể thu liễm, hiển nhiên cũng không thể khống chế. Ngươi xem mắt hắn, ý thức cũng có chút hỗn loạn, nhưng vậy là đủ rồi. Vô Lan lĩnh chủ lộ ra nụ cười. Vô Lan lĩnh chủ lập tức truyền âm quát. Nặc nặc An, ta sẽ giúp ngươi, ta sẽ thao túng tốc độ thời gian trôi của khu vực chung quanh ngươi. Nhưng đồng bá tuyết ưng am hiểu là cực điểm xuyên thấu. Cực điểm xuyên thấu là có thể mạnh mẽ xuyên thấu thời gian không gian trở ngại. Tốc độ thời gian trôi của ta nhắm chừng chỉ có thể có bộ phận tác dụng, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính ngươi. Nhớ, đồng bá tuyết ưng có một điểm yếu chí mạng. Bên tai vạn quỷ thể nặc nặc An truyền đến thanh âm của Vô Lan lĩnh chủ. Nặc nặc An cũng truyền âm nói, lĩnh chủ đại nhân yên tâm, ta biết điểm yếu chí mạng của hắn, tử vong hào khiếu của ta vừa vặn khắc chế hắn. Bỗng nhiên, một cây trường thương từ trong hư không sau lưng nặc nặc An đột nhiên xuất hiện, tất cả chung quanh đều trở nên thong thả, nhưng tinh thạch hỏa vân thương lại cố gắng mạnh mẽ xuyên thấu tất cả. Loại trở ngại trên tốc độ thời gian trôi này nó vẫn đang cố gắng xuyên thấu, chỉ là không thể tránh khỏi, tốc độ vẫn chậm chút. Nặc nặc An đột nhiên quay đầu, đầu hắn trực tiếp chuyển động, thân thể lại chưa động. Hắn mở ra cái mồm to răng nanh như chậu máu kia. Giống, đồng thời một đôi tay to móng tay đen xì xì nhanh như thiểm điện đánh về phía trường thương. Phốc, tinh thạch hỏa vân thương trực tiếp đâm vào trong đầu nặc nặc An cao sừng sững trăm mét. Đầu hắn cũng cao hai thước, bị đâm một thương, một bộ phận đầu hắn sụp đổ, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Tinh thạch hỏa vân thương nhanh chóng thu hồi, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi ảnh hưởng, vẫn bị cái tay kia đập đến. Tử vong hào khiếu của ta đủ để giết chết ngươi. Nặc nặc An tự tin vô cùng, hư giới chân ý không sở trường phòng ngự, cực điểm xuyên thấu càng không sở trường phòng ngự. Ngươi thậm chí cũng không có đấu khí hộ thể, có lẽ có một thần giới chiến binh. Nhưng thần giới chiến binh không sợ linh hồn công kích, nhưng tương tự ở trên ngăn cản linh hồn công kích cũng có thể xem nhẹ. Ta xem ngươi chắn như thế nào. Các siêu phàm pháp sư bình thường đều nghiên cứu linh hồn, nhưng linh hồn công kích bình thường cũng sẽ không quá mạnh. Các siêu phàm dựa vào linh hồn của bản thân bình thường đã có thể ngạnh kháng. Mà nặc nặc An khác. Nặc nặc An, thứ nhất, hắn là tam phẩm chân ý tử vong chân ý ngưng tụ ra bản tôn thần tâm. Hắn lấy tử vong thần tâm này làm trung tâm, lại lấy vạn quỷ thể để thi triển tử vong hào khiếu. Đây tuyệt đối là linh hồn công kích phi thường khủng bố. Thần giới chiến binh, áo giáp. Ở lúc ứng đối linh hồn công kích hiệu quả đều rất yếu. Siêu phàm đấu khí và siêu phàm pháp lực, bởi vì là lực lượng đặc thù của siêu phàm, có hiệu quả tốt hơn. Tốt nhất vẫn là chân ý. Chân ý huyền diệu, một số chân ý sở trường phòng ngự, hoàn toàn có thể ngăn cản được. Trong hư giới,
lực lượng một đôi tay to của Nặc Nặc An Vạn Quỷ Thể đánh lên trường thương. Khi truyền đến hư giới, lực đánh lập tức bị kịch liệt giảm xuống. Tay phải Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy đoạn cuối cán thương, cảm giác được lực đánh cũng đã rất yếu. Cái này còn là có cán thương chuyển, nếu không có cán thương chuyển, loại lực lượng thuần túy này căn bản không thể tiến vào hư giới. Giống, tiếng gầm lên giận dữ kia mới là thật sự khủng bố. Dưới tiếng giống giận thế mà hình thành gợn sóng màu đen mắt thường có thể thấy được. Vạn Quỷ Thể chu lên, tử vong hào khiếu. Bán thần đỉnh phong tầm thường ở dưới tiếng chu lên này, sợ là nháy mắt phải mất mạng. Gợn sóng màu đen này từ thế giới chân thật truyền vào hư giới, uy lực lập tức suy giảm 9 phần. Nhưng một phần còn lại vẫn xâm nhập đến thân thể Đông Bá Tuyết Ưng. Ở ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng có tinh thần chân ý hộ thể. Mấy năm nay, tuy luôn nghiên cứu thương pháp, không cố ý tìm hiểu chân ý. Chỉ là có đôi khi không cố ý ngược lại hiệu quả cực tốt. Tựa như Đông Bá Tuyết Ưng nghiên cứu thương pháp, theo đuổi thương pháp nhanh, càng thêm theo đuổi, cực điểm xuyên thấu của hắn tiến bộ lại càng nhanh. Tự nhiên mà vậy, cực điểm xuyên thấu liền tăng lên rồi. Cho tới bây giờ, cực điểm xuyên thấu, tinh thần chân ý, hư giới chân ý, ba cái đều đã đạt tới nhị trọng cảnh đỉnh phong. Chủ yếu là mỗi một tầng cảnh giới vượt qua rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đỉnh phong cũng nhiều năm rồi. Tinh thần chân ý tu luyện cả người đều giống như một tinh tú, lực lượng cùng phòng ngự là thứ nó sở trường nhất, như lực hấp dẫn chỉ là kéo theo mà thôi. Các bạn thấy video này thế nào? Nhưng mà thấy hay thì để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cuối cùng, Love Music xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chắc chắn là sẽ xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo rồi.